Phương pháp thứ nhất là diệt cây ngải cứu. Phương pháp thứ hai là trái dưa leo. Phương pháp thứ nhất là cây ngải cứu. Cây ngải cứu thì trị đau lưng, nhức xương khớp bằng ngải cứu đơn giản mà hiệu quả ngay tại nhà. Phương pháp trị đau nhức xương khớp bằng ngải cứu thì đã được rất là nhiều người áp dụng thường xuyên và hiệu quả tới bệnh cực tốt. Những người mà bị thoái hóa cột sống hay là bị đau nhức xương khớp thì chúng ta sử dụng hàng ngày hiệu quả rất là tốt. Cách chữa bệnh này thì rất là đơn giản, chỉ cần bà con và các bạn kiên trì áp dụng thường xuyên thì chắc chắn bệnh sẽ khỏi và sức khỏe của bà con và các bạn sẽ tốt lên rất nhiều. Cách làm thì chúng ta đem ngải cứu rửa thật sạch, sau đó chúng ta lặt lấy lá ngải cứu, chúng ta giã nát. Khi chúng ta giã thì chúng ta để vào một hạt muối nhỏ. Chúng ta giã nát xong chúng ta đem vắt lấy nước và chúng ta uống một ngày một lần. Chúng ta uống thường xuyên thì chắc chắn bệnh sẽ khỏi và sức khỏe của bà con sẽ tốt rất là nhiều. Còn phương pháp thứ hai, phương pháp thứ hai là trái dưa leo. Thì bà con và các bạn, những ai bị gút mà chúng ta bị sưng tay, sưng chân hay chúng ta bị sưng mặt, chúng ta dùng trái dưa leo này chúng ta xay, chúng ta lấy nước uống, hay là chúng ta ăn mỗi buổi sáng chúng ta ăn một trái và chiều chúng ta ăn một trái thì cái bệnh nhức của gút sẽ hết trong ngày nha bà con và các bạn. Rất là hiệu quả, hiệu quả cực hay. Nếu bà con mình áp dụng, bà con mình sẽ thấy hiệu quả nó ngay trong ngày. Với hai cái phương pháp về đau nhức thì Linh hy vọng bà con và các bạn sẽ dễ dàng chữa trị bệnh ngay tại nhà mà không có tốn quá nhiều chi phí. Chúc bà con và các bạn sớm thành công và luôn khỏe mạnh. Xin chào bà con và các bạn, xin hẹn bà con và các bạn video sau.